Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nè. Rồi, lên tiếp tục phục vụ cho anh em một số máy móc và dây cứu quả bơm nước anh em ha. Máy phát điện, phát hàng đồ các kiểu ha. Máy xới qua lăng đồ. Để anh em coi làm được món gì thì cứ liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo em ha. Có ghi dưới phần tiêu đề hoặc là việc gọi điện trực tiếp em. Thì sau khi xem thì anh em nhớ chụp cái màn hình lại và nhớ cái con máy á, thì cứ liên hệ em qua Zalo ha. Thì xem xong cho em xin một like và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh giùm em ha. Và bật cái chuông thông báo lên là mỗi lần em lên hiển thị lên là nó sẽ hiển thị máy lên là nó sẽ đăng clip và nó sẽ lên máy anh em mà sớm nhất ha. Rồi, đầu tiên là cái con Honda 4 ngựa anh em. Bao hơi lửa cho anh em ha. Honda 4 ngựa. Đây. Honda 4 ngựa bao hơi lửa bán cho anh em là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi. Con này bình xăng trắng tư anh em ha, bình xăng trắng tư à. Em thấy ha. Rồi. Con Honda 4 ngựa bơm nước, bơm cosin luôn. Đó, 2 triệu rưỡi. Tiếp là hai cái mấy cái bình đựng ga đựng gì nè, 13 lít nha, 13 kg. Rồi bán cho anh em 200 ngàn một bình ha, 200 ngàn một bình. Rồi, là một cái đầu nén cổ, đầu này bán cho anh em là 800 ngàn nha, 800 ngàn đầu nén cổ nè. Bao lăng cho anh em ha. Cái này nó không đồng thao đi nè. Tiếp tục là một cái con Honda. Đó, lo xin lỗi một con này. Anh em mua bộ này về là kéo là ngon lành luôn rồi. Bộ này cút xéo nè, đem về đây kéo cái con nén nha. Con Kawasaki, con này đẹp, con này chắc tầm 3 ngựa nha anh em. Tầm 3 ngựa rồi, con này bán cho anh em là 1 triệu rưỡi nha. Kawasaki G150. Máy này bao hơi lửa cho anh em ha. Tất cả máy đều bao hơi lửa cho anh em ha. Rồi, bên đây thì có mấy con. Con này thì nó là một cái con bơm nước gì nè, Kirit ha. Nó bị ruột con chó, ốc anh em, ốc vàng khè luôn ha. Mini. Đó, về xịt thuốc giường nhỏ nhỏ anh em, về còn bơm đồ đầy đủ nè. Về anh em mình coi chỉnh sửa lại, gia cố lại cái này ấy ha. Rồi, bán cho anh em là như hình 500 ngàn nha. Tiếp là cái con Rubin này bán cho anh em là 900 ngàn, cốt xéo ha, 900 ngàn. Bao lăng anh em ha, con này thì dít lửa, bao hơi, bao lăng cho anh em. Tiếp là một cái thùng, mấy cái thùng đầu nghề nè. Thùng này này dài 45 ngàn, 25 cao 28 này nè ha. Anh da băng 400 ngàn thùng bằng nhựa anh em. Rồi, một con đầu nổ, cốt xéo. Con này nó bóng nè. Cái nắp cò ha. Nắp cò trắng, ốc vàng khè luôn, bu ly đồ còn luôn nha. Rồi, con này bán cho anh em 2 triệu 7 ha, 2 triệu 700 ngàn, bao hơi lửa cho anh em. Tiếp là một con bơm nước, con G1, con GM82 Mitsubishi. Đó, nắp cò đẹp luôn nè, ốc vàng khè luôn. Bơm hỏng 40 ra 25 luôn. Con này bán cho anh em 2 triệu 4 nha. Rồi, là một cái con này nó dạng như là cứu quả mà hai thì anh em, hỏng 60 luôn nè. Con này nổ cái là dòm trời, con này tầm 4 ngựa. Con này nó cũng Mỹ nha. Con này bán cho anh em là bao hơi lửa nha. Bao hơi lửa cho anh em 3 triệu ha. Rồi, con Honda, tiếp là con Honda 4 ngựa. Con này thì nó bị mắc bơm. Con này em cũng bán cho anh em là bao hơi lửa luôn. Bao hơi lửa cho anh em ha. Con này bán anh em 2 củ 3 thôi, 2 triệu 3 nha. Bình xăng trắng tư đẹp luôn. Đó, con mắc bơm 2 triệu 3. Rồi, con EH25. EH25, con này EH25 mày bán cho anh em 2 củ 8 nè. Bao hơi lửa anh em, có đời nha. 2 triệu 8 nè. 2 triệu 8 có đời nha anh em. Con này màu đen. Cái gì đây? 2 củ 8. Bình xăng cao luôn. Bình xăng thì tương đối đẹp luôn nha. Đó, vậy anh em mình vệ sinh nhẹ xíu rồi. Này không có lát ta. Rồi, con này bán cho anh em là 2 triệu 8, cốt xéo tua chậm nha anh em. Cốt xéo tua chậm có đề. Con EH25 2 triệu 8. Đó, đây còn một con SC04 thì con này thì bao hơi bao lăng cho anh em ha. Bơm nước bao hơi bao lăng bán cho anh em là 1 triệu nha. Rồi, dây cứu quả. Dây cứu quả em cũng còn được mấy cuộn thôi. Dạ, anh em ủng hộ thì cũng muốn hết rồi. Đây mấy cuộn nè. Thì 250 ngàn một cuộn nha. Anh em mua từ 4 cuộn chuyển khoản đủ bao ship, còn anh em mua 10 cuộn thì em sẽ bao ship cho anh em luôn, khỏi cần chuyển khoản đủ nha. Tiếp tục là có mấy cái con phát hàng nha anh em ha. Phát hàng 3 thùng con phát hàng nè. Mỗi thùng là 5 triệu anh em ha. Mỗi thùng bán 5 triệu bao lăng cho anh em thôi. Bao lăng, bao hơi, bao lăng cho anh em ha. Củ phát không bao ha. Mỗi lần. Đó, rồi con này thì bán cho anh em 4
Con này bán cho anh em 4 triệu 7 nè. 4 triệu 7 nha. 4 triệu 7 con này phát điện 2 kg nha. S2000. Động cơ là động cơ cò luôn. Đó, ốc vàng khè nha. 4 triệu 7 thùng này ha. Rồi, cái có con này nè. Con này là 2 thì nha. 2 thì. Thì nhưng mà con này nó nổ luôn anh em, về còn xăng nổ luôn, nãy em giật nổ không biết nãy. Nãy em giật nổ luôn á. Rồi này nãy mưa, mất mưa chắc ướt mugi quá. Thiệt mà, ướt mugi. Con này nổ rồi anh em, điện 110, 500W rồi bán cho anh em con này 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Tiếp là con Rubin nha. Con Rubin sách tay nè, con Rubin 08, con này gửi ra là phải nói là ken nè anh em. Ken sờ ben nha, con này anh em rửa phải nói là vip đó, xách tay nhỏ gọn ha, bơm này dạng bơm cao áp nè, bơm này bơm dạng cao áp, 140 lít trên 1 phút nha, 1 phút chỉ có 140 lít thôi, ha, đẩy cao 25m, bơm nhỏ mà có vỏ nha, rồi con này nó bị lỗi nhẹ là nó bị bể cái công tắc nha, rồi bán cho anh em là 2 triệu mốt thôi. Giờ cho anh em mình chỉnh sửa cái công tắc. Cái công tắc. Thôi, có một cái con SC03, con này thì bán cho anh em là 950 nha, bao lăn bao hơi cho anh em. Rồi, con Honda cổ nè. Honda cổ này nó mắc G300 7 ngựa ha. Chạy với đồng dòng tua là 2000 thì 7 ngựa. Tua 1800 thì nó 5 ngựa 3. Rồi, con này cút xéo anh em ha. Cái nắp xăng nhưng mà cái bình nó đẹp. Con này bán cho anh em cũ chín nha, 1,9 triệu. Tiếp tục, đây là một cái con Denso ha, con 2000, con này 2,6 kg anh em. Anh em đẹp ha, đồng hồ đồ đẹp. Chạy tầng 50 ha, chạy tầng 50 luôn. 50 bao hơi lửa cho anh em ha, bình xăng đẹp luôn. Ha. Đây động cơ nè. Bao lăn bao hơi lửa cho anh em. Coi con này 3,2 triệu anh em. Tiếp với cái con đầm dùi. Con này EH17 Rubin nha anh em. Rubin EH17. Con này thì 6 ngựa cốt thẳng nha. Cốt thẳng tua nhâm. Đây, bao hơi lửa cho anh em nguyên bộ. Đầm dùi gì thì bán cho anh em là 2,4 củ. 2 triệu tư nè. 2 triệu tư. Rồi tiếp là một cái con EC nè. Con EC17 nè. Con này phát điện nha. Phát điện, phát hàng 2 thì. Rồi con này bán cho anh em là 3 củ rử nha. Con này rửa ra là cái là phải mới ken luôn nha anh em. Nè, 3,2320 gì nè ha. Phát hàng nha. Rồi 3,5 triệu bao hơi lửa cho anh em ha. Tiếp tục là còn một cái con máy nén nữa nè. Ha, em về được 5-6 con rồi lận. Con này bán cho anh em là 800.000 luôn. Bao lăn bao gãy dên cho anh em con máy nén nha. À, rồi đây còn một cái thùng phát điện, đầu động cơ của nó là EH27 9 ngựa có đời luôn. Nó cái táp lô này nó bị bể một xíu nha. Đó. Máy móc còn ok ha, thì bao lăn bao hơi lửa cho anh em. Cái máy còn cũ khoát thì về anh em mình nghiên cứu ha. Cái thùng gọn gàng luôn nè, cái tem led của nó đây. Tem led nè, anh em chụp màn hình lại coi giùm em nha. 2,5 kg nha anh em. Con này phát được 2,5 kg cách âm. Đây có con này 132 vip nè. Con này 132, 131 đẹp, can xe ben nhưng mà bình xăng nó bị dơ một xíu. Con này bán cho anh em 3,5 triệu nè. Vậy anh em mình vệ sinh bình xăng lại nhẹ ha, 01 nha. Bình xăng này 01 nha anh em. Bình này không có 1 ha. Về vệ sinh lại thôi. Rồi 3,5 triệu nha. Ổng hút xả là 60 luôn nha anh em. 3,5 triệu 132 ha. Con này phải ken á. Nắp cò anh em thấy nắp cò nè. Sáng một cái ha. Chỉ bị dơ mình sang thôi. 3,5 triệu bao hơi lửa nha. Rồi, em còn một con GT 40 anh em. GT con này 4 ngựa ha. Con này đẹp nè. Đó, anh em thấy không? Nắp cò đẹp ha. Vô đẹp luôn, ốc đầu ngon lành hết. Rồi con này bán cho anh em là 2,4 triệu, 2,4 triệu. Bơm là bơm Maru luôn nha anh em, 2,4 triệu. Con này có khách dẫn rồi. Rồi dạt bên đây nè. Còn Mitsubishi G350 nè. G350 thì con này bán cho anh em là 1,8 triệu nha. 1,8 triệu. Tiếp cái con này, con G1
G510 thì con này là dạng bơm cao áp hút 60 ra 40, con này bán cho anh em là 2.300.000 bao hơi lửa cho anh em ha. Rồi đây em còn một con Denso. Denso 2002 anh em ha. 2002 thì con này em sẽ bán cho anh em là 2 triệu nha. Con này bán cho anh em 2 triệu bao hơi lửa cho anh em ha. 2 triệu Denso 2002 thôi, bán cho anh em 2 triệu bao hơi lửa cho anh em ha. Tiếp đây còn một con nữa nè, con đây con này mới đẹp nè anh em. Con này là dạng con Mitsubishi máy đứng nha. Con này 510, 5 ngựa cốt xéo. Con này nổ ok. Nổ ok ngon lành luôn. Con này bán cho anh em là 3 triệu anh em. Con này bán em 3 triệu cốt xéo à. Block click rồi ngon lành luôn, 3 triệu. Rồi có con Rubin E15. Con này nó có hẹn giờ tắt nha. Hẹn giờ tắt nha. Bình xăng đẹp luôn. Còn keng ha, hút xả nó là 60